结果我呢是来鸟，结果我没抢是来鸟，来，chúng tôi tiếp tục lại được trải nghiệm những con tàu như vậy, được hỏi những câu hỏi về ngài Luigi và những câu hỏi về, của ngài trả lời ví dụ như là đây ạ, quý vị nhìn thấy hình ảnh ấy thì tôi cũng rất là may mắn là được chính ngài, tôi cũng không biết tôi như này, khi tôi đến đấy thì gần như là mọi người người ta cũng biết tôi, và có một bà bên tay trái là hội đồng quản trị, bà nói là trước đây từ năm 2017 khi mà Tâm đến Sway thì mọi người không biết là Tâm là ai và tại sao mà làm cái Sway bùng nổ như thế. Đấy, người ta không hề biết là ông Tâm là ai mà tại sao mà lại phát triển Sway nó bùng nổ như vậy. Từ khi tôi đến đem lại cái làn sức sống mới, cái sự phát triển mới mạnh mẽ cho cái công nghệ này. Và chính vì vậy là ngay hôm đó chính ngài Luigi đã ký tặng tôi một cuốn sách rất là dày, và trong đó có mạ vàng ở biển. Và cuốn sách này chỉ tặng cho các chính sách chính phủ, chính khách chính phủ thôi ạ, và không tặng cho doanh nghiệp và những người cao cấp bên cạnh. Cái sự đóng góp đó thì tôi nghĩ là không chỉ riêng tôi mà tất cả là sự đóng góp của tất cả chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với tôi ủng hộ cái dự án này và đưa cái ý tưởng này để giúp cho nhân loại có được cái phương tiện giao thông an toàn, rẻ hơn. Không chỉ chúng ta đang giúp cho ngài Luigi, giúp cho chúng chính ta, mà chúng ta đang tài trợ để giúp cho con cháu chúng ta có được cái môi trường, có được cái công nghệ đi nó thoải mái an toàn hơn. Đúng không ạ? Cho chính chúng ta một tràng vào tay. Sau này có cái chúng ta sẽ nhiều hơn. Đúng không ạ? Thì khi tôi vào đấy thì tôi trải nghiệm những con tàu như vậy. Và rất may mắn là một lần nữa là gì? Đoàn của chúng ta đã được đăng chính thức lên website chính thức của tập đoàn. Không phải đăng qua quỹ nữa, mà đăng qua website chính thức của tập đoàn. Đấy là những cái thông tin mà chúng ta lưu lại trong suốt nhiều năm để chúng ta phát triển kinh doanh của chúng ta. Và nó rất uy tín. Rất nhiều người trước đây khi tôi làm, người ta đặt câu hỏi là liệu có đầu tư chính gốc với công ty không, tập đoàn Sway hay không, hay là thông qua quỹ nào đó. Đấy, thì ngày hôm nay cứ chính những hình ảnh như này, chính ngài Junichi này trao tặng, và chính ngài Junichi đã đón tiếp tất cả chúng ta như vậy, thì cho thấy là chúng ta đang đầu tư chính thức vào công ty. Đấy, như anh Tiến vừa nói là gì? Công ty mẹ và quỹ đầu tư là hai công ty khác nhau, độc lập khác nhau, pháp lý độc lập. Công ty Skyway trước đây gọi là Skyway nhưng bây giờ là Unikai, thì là một công ty nghiên cứu phát triển kỹ thuật, không liên quan vấn đề là kêu gọi vốn hay gì cả. Chính vậy là dòng tiền trong những công ty đó rất là minh bạch, và điều đó chứng minh rằng là hàng năm chúng ta có kiểm toán hàng năm, và những cái công ty minh bạch thì người ta mới kiểm toán hàng năm. Và đặc biệt là chúng ta là một trong những công ty rất hiếm hoi mà chúng ta vừa kết hợp đối tác, lại vừa trở thành nhà đầu tư, lại có được kiểm toán quốc tế hàng năm. Tôi khẳng định với quý vị là gần như 99% các công ty vừa kết hợp chương trình đối tác, vừa đầu tư đấy, là một đấy, gần như là không có kiểm toán hàng năm. Quý vị, ngoài cái pháp lý, kinh doanh pháp lý, quý vị là thấy là một số cái doanh nghiệp là cũng là tài chính, lĩnh vực tài chính, thì cái việc mà xin pháp lý của họ thì nó rất đơn giản, giống như xin đăng ký kinh doanh, nó rất đơn giản. Nhưng quan trọng nhất là công ty đấy làm có đúng hay không. Thì chúng ta muốn xem cái công ty đấy làm có đúng hay không thì chúng ta xem cái kiểm toán của người ta hàng năm. Đấy, muốn IPO được hay không thì chúng ta cũng phải xem là công ty có kiểm toán hay không mới nói chuyện kiểm toán. Đấy, thì chính vậy là chúng ta ngoài cái việc mà giấy phép pháp lý của chúng ta thì cái hoạt động kinh doanh của công ty chúng ta rất minh bạch. Đã hơn 6 năm nay chúng ta đã kiểm toán hàng năm rồi, và đặc biệt chúng ta có 2 năm quốc tế. Chỉ cần cái sản phẩm của chúng ta đưa ra ngoài thị trường, xây dựng một trong vài dự án thương mại nữa thôi là chúng ta IPO là điều tất nhiên.
Đấy. Đấy, chính vậy là và tôi tiếp tục tôi hỏi ngài Juriki, thì ngài Juriki có bật mí rằng là về lĩnh vực ngoài cái Skyway này, chúng ta có một lĩnh vực nữa là ô tô điện. Và ngài nói là hiện tại bây giờ là có rất nhiều doanh nghiệp người ta chuyên về ô tô, và người ta cũng đã đặt hàng chúng ta về vực bậc. Trước khi sản xuất một xe ô tô thì người ta thường là làm ra cái nguyên mẫu trước, và thông thường làm cái nguyên mẫu như vậy là mất thời gian là khoảng ít nhất khoảng 2 năm, 3 năm đối với một doanh nghiệp mà người ta có kinh nghiệm thâm niên rồi đấy. Nhưng đối với các doanh nghiệp người ta thâm niên rồi nhưng người ta vẫn đặt mình làm nguyên mẫu cho họ. Đấy, như vừa rồi là chúng ta thấy là Camac ấy, đúng không? Một trong những hãng xe nổi tiếng của Belarus, và đã đặt chúng ta một cái nguyên mẫu của tiền. Bởi vì chúng ta có bí quyết thứ nhất về bánh xe, quý vị thấy là gì ạ? Tất cả các bánh xe đều độc lập hết, motor của chúng ta độc lập hết. Đấy, công nghệ motor chúng ta có, công nghệ về pin thu nạp năng lượng chúng ta có. Bởi vì chúng ta vừa rồi có một cái thông số rất là hay là cái pin của chúng ta ấy, cái chu kỳ sạc của chúng ta là khoảng 5.000 lần, và những cái xe thương mại hiện tại bây giờ là trên dưới 1.000 lần. Như vậy cái công nghệ chúng ta là rất là tốt, và đây là một trong những công nghệ mà đang đi đầu thế giới. Cho chúng ta chẳng có lãng phí. Tôi có hỏi thì ngài Juriki, thì ngài Juriki bảo là hiện tại bây giờ đang sản xuất cái xe dành cho người khuyết tật. Về cái công nghệ xe dành cho người khuyết tật này thì nó đòi hỏi khó hơn rất là nhiều lần so với cái xe dành cho người bình thường. Cái xe điện như Tesla thì quá đơn giản, rất dễ dàng. Đấy, bởi vì xe người khuyết tật là cần là gì? Ghế lái. Và chúng ta có một bí quyết, ngài Juriki nói là đây là một trong những công ty có bí quyết duy nhất, đó là cái xe dành cho người khuyết tật, cái ghế lái cho người khuyết tật đây chạy được 40 km với điện sạc, 40 km. Đấy, cái xe dành cho người ghế lái cho người khuyết tật đây di chuyển là 40 km, và đây là một trong những bí quyết rất là khó làm. Ngài có nói là thời gian tới chúng ta sẽ phát triển thêm một cái xe dành cho người bình thường. Xin chúc mừng chúng ta. Tức là nếu mà chúng ta có công nghệ tốt, chúng ta tạo được cái xe cho người bình thường. Quý vị đã thấy là hiện tại bây giờ là xu thế về xe điện rồi, đúng không? Bây giờ Tesla làm ra cái xe điện thì doanh nghiệp của người ta được định giá hàng trăm nghìn tỷ, một lĩnh vực cực kỳ tiềm năng. Đấy, và chính vậy là chúng ta cũng không thể nằm ngoài cuộc được, chỉ một mảng nhỏ thôi của chúng ta thôi. Nhưng nếu chúng ta làm tốt hơn Tesla, làm tốt hơn VinFast, thì công ty đấy sẽ có giá trị cực lớn. Mà cái cổ phần chúng ta đang nắm ấy là không phải chỉ mỗi cái Skyway, mà chúng ta đang nắm là các sản phẩm mà tập đoàn Unikai đang phát triển. Hiện tại bây giờ là chúng ta đang tập trung phát triển công nghệ Skyway này. Mục đích chính của chúng ta là phát triển công nghệ Skyway, đưa nó ra thị trường, và chúng ta sẽ ít nhắc tới cái sản phẩm phụ. Bởi vì trong giai đoạn kế hoạch 15 giai đoạn thì nó có kế hoạch rồi. Giai đoạn 1 đầu tư bao nhiêu tiền và làm những việc gì. Đấy, không đồng nghĩa với việc là chúng ta tài trợ ở giai đoạn 1. Ví dụ người ta xây mới xây cái móng, không đồng nghĩa là chúng ta chỉ được hưởng một cái móng đâu thôi, đúng không ạ? Mà chúng ta phải được hưởng là doanh thu của toàn bộ tập đoàn. Nhiều người ta hỏi, đặt câu hỏi cho tập đoàn là cái xe ô tô điện này có phải của công ty không? Rồi cái máy bay không người lái có phải công ty không? Thì công ty trả lời là hiện tại bây chúng ta đang tập trung phát triển sản phẩm, và những công ty kia là những công ty độc lập riêng. Đấy, người ta cũng sẽ không nói có hoặc không, bởi vì là gì? Bởi vì người ta tránh tình trạng là ví dụ như khi mà gặp những người ta không tốt chẳng, người ta nói là khi mà đang phát triển công nghệ Segway, ông lại phát triển ra những sản phẩm khác là lãng mạn. Nhưng cái sản phẩm đấy là cần thiết, đúng không quý vị? Ví dụ như cái máy bay không người lái ấy, sắp tới chúng ta phát triển thương mại thì chúng ta cũng phải cần một cái máy bay không người lái để chở vật liệu, vật tư, vật liệu về sa mạc, núi, đúng không? Chúng ta không thuê,
mà chúng ta tự phát triển của chúng ta. Chúng ta có bí quyết như vậy thì cái việc mà dành một chút tài chính để phát triển nó là cái điều tốt. Đấy. Chính vậy là chúng ta cũng yên tâm một điều rằng là không đồng nghĩa chúng ta cứ tài trợ ở giai đoạn 1 là chúng ta chỉ hưởng được giai đoạn 1 thôi, mà chúng ta phải đồng sở hữu toàn bộ tập đoàn của chúng ta. Đấy, bây giờ chúng ta nhiệm vụ của chúng ta chính là tập trung với Square này. Ngài Chủ tịch cũng có nói là hiện tại bây giờ là ngoài các đơn vị doanh nghiệp bình thường thì có quốc phòng người ta cũng đặt hàng những cái sản phẩm khác, nhưng tôi chưa biết là ngài không tiết lộ là cái sản phẩm gì. Nhưng theo tôi nghĩ là phần lớn là cái máy bay không người lái. Đấy, cái máy bay không người lái này là phục vụ cho quốc phòng. Ví dụ như mình biến đổi cái những cái trực thăng có người lái thành cái khoa không người lái. Đấy là một trong những nhiệm vụ mà vượt hai. Chính quốc phòng, người ta có kỹ thuật, người ta có công nghệ, người ta có tài chính, người ta có đặt hàng để cho thấy là cái bí quyết của mình là rất là tốt. Nhiều kinh nghiệm trong tập. Chúng tôi cũng tham quan cái nhà Eco House tại Saya. Chúng tôi thấy là cây ở đó phát triển xanh tươi. Mà bên Saya, bên Dubai thì cái việc mà trồng cây cối nó là một cái phức tạp, tốn kém rất là nhiều tiền. Một giữa mênh mông cái làng cát và cái nhà Eco House nó cây xanh như ở châu Âu luôn. Đấy, quý vị đã thấy như châu Âu luôn. Vậy. Và đoàn Việt Nam của chúng ta được ngài đón tiếp tham quan. Tôi vào tiếp tục là tôi vào trong cái mô hình trưng bày ở bên trong. Thì trong đó gồm có nhiều mẫu xe. Chạy trên cũng có, chạy dây cũng có, và chạy dưới cũng có, và chạy trong ống cũng có. Đấy. Và đặc biệt là tôi nhìn thấy là tôi đã ghi chép cẩn thận, tôi đếm đấy ạ. Tôi còn đếm là bao nhiêu ghế nữa. Để tôi ghi chép cẩn thận là có những cái con tàu là khoảng là 24 chỗ. Đấy. Có những con tàu là 4 chỗ, có những con tàu là mười mấy chỗ. Có hết, trên chạy, dưới chạy. Và đặc biệt là cái HPU trong ống, đường ống đấy. Một cái công nghệ vô cùng đặc biệt là ngoài cái chạy điện từ trường thì nó còn có cả chạy bánh xe bên trong nữa. Đấy. Khí động học của nó y hệt cái tàu cao tốc 500 km/h. Và đây cũng là một trong những bí quyết của chúng ta trong thời gian sắp tới. Cái bây giờ của chúng ta, cái công việc hiện tại của chúng ta ấy, là đang lên kế hoạch để xây dựng cái cao tốc 500 km. Cái việc xin cấp đất hiện tại đang diễn ra tại Saya và đang tại Beirut và UAE. Quý vị đã thấy là xin 1-2 km thì nó đơn giản, nhưng 25 km thì nó quá dài, kéo theo là đi đường trường trạm bên cạnh, rồi một khu đất người ta cũng thể giao hết cho mình như vậy. Cho nên là cái việc mà xin đất 25 km nó mất thời gian một chút. Chúng ta cũng phải là thấu hiểu, bởi vì là đây không phải là một cái dự án của nhà nước, mà đây là một dự án của tư nhân. Cái việc người ta đã cấp cho mình những cái khoảng 2 km là cũng đã là ok rồi. Thì tôi một điều nữa tôi cảm thấy là may mắn và vui mừng nữa, khi tiếp cận cái công nghệ của chúng ta tại Sanya thì bước đầu tiên tôi nhìn thấy là cái cột cũng rất to, nhìn trong bên trong nó rất bé thôi nhưng cột to lắm, tính ra là bằng bao nhiêu vậy? Đấy, rất là rộng nhiều ấy, phải như này. Đấy. Và khi tôi đến thì cái vị trí của chúng ta nằm ở vị trí rất là đắc địa, là nằm ở mặt đường chính của Saya, kéo dài băng qua những con đường trong trung tâm, băng qua những con đường nha. Nếu một dự án ấy không tiềm năng, không uy tín là không ai người ta cho bắt qua những con đường của người ta cả. Đấy, nó phải là được đánh giá tiềm năng, uy tín và kéo dài đến sát gọi là tòa nhà trung tâm của Saya. Và đây là bộ mặt trung tâm công nghệ của họ. Nếu chúng ta không uy tín, chúng ta không được đánh giá cao thì không bao giờ chúng ta được đặt trước mặt họ như vậy. Chính họ, những chính phủ, những quan chức, những nhà khoa học người ta đánh giá cao về công nghệ của chúng ta, thì việc chúng ta đánh giá cao công nghệ của mình là đương nhiên cho chúng ta trả lời vậy. Đúng không? Và việc
tài trợ của chúng ta vào dự án này là có lý do của nó, chứ không phải chúng ta đầu tư cùng mình. Nó cực kỳ tiềm năng, không phải mình đánh giá mà rất nhiều chính khách người ta đánh giá. Mỗi ngày công ty của chúng ta tiếp rất nhiều phái đoàn chính phủ đến thăm trực tiếp để họ xem xét, họ ngõ ý để thực hiện những dự án thương mại. Và gần đây là gần như cái công nghệ của chúng ta gần đây là rất là nổi tiếng, gần đây là trên toàn thế giới người ta cũng biết đến và để ý công nghệ của chúng ta nhiều hơn. Hiện tại bây giờ trong giai đoạn 15 này chúng ta đang dùng gì để bước sang giai đoạn 15, và khi nào giai đoạn 15 kết thúc là nó có 3 lý do. Thứ nhất là giống như anh Tuyến nói ấy, phụ thuộc vào cái khoản tài trợ của nhà đầu tư, bởi vì là có những giai đoạn là chúng ta không đủ vốn. Đấy. Lý do thứ hai là chúng ta lên kế hoạch để mà xây dựng cái đường cao tốc đấy. Khi nào xong cái đường cao tốc đấy là chúng ta sẽ thực hiện cái kế hoạch IPO của chúng ta. Bởi vì là khi có cái đường cao tốc đấy xong thì cái tiến tải của chúng ta được đánh giá tốt hơn. Lên thị trường chứng khoán thì nó cũng đơn giản. Đấy, nhưng lên nó như thế nào? Lên nó phải có uy tín, nên có tiếng tăm. Đấy. Và một bước nữa là chúng ta hoặc là chúng ta sẽ có một vài dự án, kể cả dự án nhỏ cũng được, xây dựng xong thì chúng ta, nó là một trong những cái thông số rất tốt để chúng ta lên thị trường chứng khoán. Đấy. Và hiện tại bây giờ tôi thấy là một số cái hình ảnh người ta đã chụp rồi, là ngài đã đi làm trực tiếp, đi làm các dự án thương mại rồi. Có những hình ảnh được chụp ở, tôi thấy là một cái hình ảnh có những người người ta chụp là ở Moscow đấy, đội bảo đội bọn ngài là mặc những cái bộ bảo hộ đấy, cho thấy là chắc là đang làm gì đây rồi, nhưng mà ngài không ngục mí. Đấy, bên Ấn Độ cũng rất là quan tâm, Việt Nam rất là quan tâm. Đối với ngài thì tôi có hỏi thì ngài bảo là doanh nghiệp của chúng ta chỉ làm việc với chính phủ, cấp chính phủ, bởi vì chính phủ mới trả lời được là mới trả lời được. Ví dụ như là có rất nhiều doanh nghiệp quan tâm, nhưng người ta đang đi từng bước là nào là tài chính này, nào là đất đai này, nào là xin pháp lý này. Nhưng nếu mà chính phủ người ta họ đặt ra rất nhiều câu hỏi là ưu điểm của công nghệ này như thế nào, ra làm sao, thì doanh nghiệp người ta lại không trả lời được. Chính vậy là khi nào có thư mời của chính phủ thì đấy mới gọi là trong những dự án. Đấy, đấy mới gọi là dự án. Thì ở Việt Nam chúng ta là doanh nghiệp rất là nhiều rồi, nhưng cũng nói với quý vị là chúng ta cũng chưa có cấp chính phủ, chưa có cấp chính phủ để mà viết thư trực tiếp ở bên ngoài Nhật Bản. Nhưng chúng ta đang làm từng bước, là các doanh nghiệp đang làm từng bước. Chính vậy là có khả năng là chúng ta tham khảo những cái dự án mà người ta đang làm việc, thì đấy gọi là tham khảo thôi. Chúng ta không nên nói là sắp tới là xây dựng hay như nào, mà chúng ta lại tham khảo thôi. Bởi vì chính là những khi nói là khi nào có chính phủ đặt lời mời về thì đấy mới gọi là dự án làm chính thức. Đấy. Một cái buổi đi như vậy là rất vô cùng giá trị, rất nhiều người khóc, và thậm chí tôi thấy là ngài Juliki còn rơm rớm nước mắt, khóc nữa, bởi vì là phái đoàn Việt Nam thứ nhất là nhiệt tình, nhiệt tâm huyết, có lòng ủng hộ tài trợ cho dự án, và ngài gần như là vệ sĩ, gần như là nhiều người người ta phải đẩy ngài đi vào đi, không là mất thời gian phải đến tối. Cho nên là ai cũng ôm mà, ai cũng chụp, ai cũng ôm mà. Cho nên là ngài rất quý, tính ngài cũng rất quý. Ví dụ như là vừa rồi là cũng may mắn cái là cái đoàn mà tự túc ấy nhẽ không được vào đâu, nhưng mà tôi và cùng một số chị em lên kế hoạch là người Việt Nam hay xin. Đấy, xin bằng được, xin mấy lần rồi không được, xin nhưng mà phải là đánh liều, là lên kế hoạch đánh liều là thôi bây giờ là tổ chức ra một cái xe. Ở đấy là người ta không cho đậu xe, người ta không cho đậu xe. Tổ chức ra một cái xe, mỗi người bỏ khoảng mấy trăm đô gì đấy. Và khi mà phái đoàn vàng đến được tiếp đãi xong thì chúng tôi sẽ xin. Và nếu không xin được thì sẵn sàng là
lỗ vốn, bởi vì là đến đấy mà không gặp được ngày Yuriki hoặc là không được vào thì sẽ quay về. Thì lúc đó là khoảng mười mấy người, người ta quyết tâm, 18 người quyết tâm, vô cùng quyết tâm, tinh thần như vậy. Thì tôi thấy đánh giá là tại sao mà người ta không chỉ tốt, và tinh thần của chúng ta quá tốt. Ta rất yêu quý công nghệ này, yêu quý ngài Yuriki và cái nhiệt lượng của chúng ta nữa. Đấy. Và 18 người đó sẵn sàng đến và chơi. Khi mà chúng tôi đang hội nghị và được ngài Yuriki giới thiệu về công nghệ chụp ảnh, thì họ xe họ vòng 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 trước cổng của công ty, và gần như là điện thoại của chúng tôi thu hết để không được liên lạc với họ. Nhưng tôi đã phát hiện ra rằng là có ông áo đỏ nào đó, áo đỏ là Việt Nam, là vừa xuống đến chụp ảnh xong, tôi mới bảo là đây là đoàn Việt Nam rồi. Để tôi bắt đầu là tôi bảo với chị Hiền tiếp, nhưng chị Hiền lại xin những người quản lý thì người ta không cho. Sau đó chị Hiền lại nói trực tiếp với ngài Yuriki, thì ngài rất là sốt ruột, đóng lòng. Và gần như buổi đó là ngài là không còn tâm trí nào chia sẻ nữa, bởi vì là ngài nghĩ là người Việt Nam người ta đã đến đây rồi, và tại sao để cho người ta ở đấy? Đấy, tại sao để người ta nắng như thế mà để người ta ở đấy? Người ta mất rất nhiều thời gian, người ta đã đến đây công nghệ rồi, tại sao không đưa người ta vào? Nhưng mà quy định là của chúng ta là người nào đạt giải mới được vào, còn người không đạt giải vào thì người đạt giải người ta lại nói, đúng không? Nhưng đánh liều một cái là đấy, nói thẳng với ông Yuriki. Sau đó là tất cả những người quản lý trách móc chúng tôi rất là nhiều, trách rất nhiều luôn, chúng tôi xin lỗi rất là nhiều luôn. Nhưng mà người Việt Nam của chúng ta cứ kệ thôi, đúng không? Thế là ngài Yuriki phải ngay lập đi lại để mà gọi những người quản lý đến là bắt cho những người này vào, và chỉ cần họ chụp ảnh thôi là cũng được. Thì chúng tôi bảo là chỉ cần một tấm ảnh thôi cũng được, không cần là hoặc là ngài ra đến cổng kia chụp cũng được đấy. Nhưng ngài lại thì cái tâm cái đức đúng của chúng ta cảm thấy là ông này ngoài cái khả năng về kỹ thuật công nghệ, về tài chính hay kinh doanh nghiệp, thì cái tâm cái đức cái tấm lòng đấy ông ấy không mang là vấn đề là ông ấy là tỷ phú hay không, nhiều tiền hay không, mà ông ấy hy sinh cả đời mình 50 năm để mà thứ nhất để tạo ra cái công nghệ giúp ích cho nhân loại đấy, để không cho cái môi trường của chúng ta bị ô nhiễm nữa, để con cháu của chúng ta được sống thoải mái hơn, hy sinh như thế đấy. Thì chính như vậy là ngài tấm lòng của ngài như vậy thì mới kế hoạch làm cho đoàn tự túc vào. Tất cả mọi người khi mà đã gặp được ngài thì gần như là nhiều người khóc xúc động, bởi vì bao lâu nay mình chỉ nhìn được trên phim ảnh thôi, và mình không ngờ rằng là mình sang bên đây mình bỏ mấy chục triệu sang bên đây, gần như 80-90% là mình sẽ không gặp được đấy, và sẽ trở về. Nhưng ngày hôm nay mình đã gặp một con người thực rồi, một cái dự án thực rồi, một cái công nghệ không còn là trên giấy, không còn là video nữa, mà nó là thực tế. Và mình đã chụp ảnh với những nhà sáng lập như vậy, chụp ảnh với công nghệ như vậy, mình đem cái đấy về cho những người ở nhà biết rằng là à, tôi đã đi đến cái thực tế rồi, đây là bằng chứng hàng hòi mà bao nhiêu lâu nay ông hỏi tôi là đã đi chưa. Đấy, quý giá như vậy. Và khi đến là mọi người có người khóc, người ôm còn nhảy như người yêu ôm rồi hôn vước dâu nhiều lắm, người Việt Nam hay lắm, đây người ta chỉ ôm như này thôi, ôm kiểu hay lắm đấy. Là ngài rất là cảm kích và ôm từng người như vậy, và ngài còn ngồi xuống đất để chụp ảnh với mọi người nữa đấy. Khi về gần như là ngài không thể bỏ được cái việc đấy mà đi vào được, phải có vệ sĩ, phải có người quản lý, phải đây ngài, tức là hãy vào đi, nếu không vậy thì không bao giờ mà thoát được đâu. Bởi Việt Nam rất yêu quý, ai cũng chụp xong rồi chụp tiếp đấy. Thì chúng tôi cũng gần như là mọi người, có những người người ta không đi được sang Dubai, không đi được sang Beirut, và chúng tôi là những con người thực tế đã đem tự bỏ tiền túi của mình đi
và đến để trực tiếp chụp ảnh với công nghệ, chụp ảnh với nhà sáng lập để đem cái tư liệu đó về cho chính quý vị. Và quý vị làm những cái tư liệu đó để mà phát triển. Đấy, khi ai đó người ta hỏi quý vị đã sang chưa, quý vị không cần phải sang mà bạn đi sang cũng được rồi, đúng không ạ? Từ năm 2017 người ta cứ bảo tôi suốt mày chưa sang thì nó người ta không đi. Tôi bảo lạ thật, có người người ta sang rồi, người ta chụp hình ảnh rồi, mọi thứ rồi, nó cũng là tôi sang chứ có gì. Người ta không đi. Ngày xưa có ai đó, tôi càng nói người ta lại càng không đi. Người ta bảo chắc là 3D gì, thì lúc đấy cũng mỗi cái 3D thôi. Đi vận động chia sẻ từng người là cái công nghệ này có tương lai, nó giúp ích cho xã hội, nhưng đồng nghĩa với việc một đồng nghĩa mình là khi tài trợ cho nó, mình sẽ được phúc lợi về tài chính sau này, nó sẽ đền đáp rất là lớn. Và chúng ta đã biết nhiều cái thương vụ IPO rồi, chọn lựa những công ty tốt, chọn lựa những cái công ty mà có sản phẩm độc đáo khác biệt, và khi nó thành công thì thắng rất lớn. Đấy, và đi vận động từng người, mỗi 5 tháng mới được một hai người thì 5 tháng sau lại là bị người khác kéo mất. Nhưng một mình tôi vẫn quyết tâm kiên trì ngồi, bởi đây là con đường đúng. Tôi phải làm bằng được, kể một mình tôi vẫn phải làm, vẫn phải ngồi ở đây kiên trì. Và từ năm đúng suốt từ năm 2017 cứ như vậy một mình tôi ngồi và tôi làm cho họ biết, và tôi phải kiên trì, tôi phải quyết tâm là người kiên định với mục tiêu như vậy, thì sẽ có những người khác có nơi mà về. Tôi nói với mình như vậy, ngày hôm nay có rất nhiều cám dỗ, phải bỏ biết bỏ qua những cái trước mắt, những cái nhỏ trước mắt. Nếu mà tôi không vượt qua cám dỗ thì những năm 2017-18 tôi đã bị làm chương trình đó chương trình kia rồi, và bây giờ sẽ không có Skyway tại Việt Nam bây giờ như bây giờ. Tôi không nói là tôi giỏi, nhưng tôi thấy là đây là hướng đi đúng, đây là tương lai đúng, và có lòng kiên trì thì nó sớm muộn gì mình sẽ có kết quả. Quý vị cho tôi trả lời đây. Đấy, tôi muốn nhắn nhủ là tất cả mọi người là đây là một cái tương lai rồi, đây là một cái đích đến rồi, hãy tập trung tâm huyết với nó. Chúng ta sẽ hái những quả kim cương sau này. Và chỉ có chúng ta, nếu tại sao chúng ta phát triển mạnh như vậy, bởi vì nó do những người đầu. Chúng ta là một tấm gương, chúng ta kiên trì thì đồng đội của chúng ta mới kiên trì, đúng không ạ? Chúng ta không kiên trì thì đồng đội chúng ta không kiên trì. Chúng ta tham những cái trước mắt thì đồng đội chúng ta cũng vậy, và chúng ta sẽ không có một kết quả lớn. Đấy, thì tôi khuyên chân thành là trong suốt nhiều năm tôi cũng chứng kiến rồi, khuyên quý vị khi mà gặp được cơ hội như này thì quý vị hãy tập trung tâm huyết một cái thôi. Những người tập trung tâm huyết thì có kết quả vô cùng lớn. Ai đó mà kể với tôi rằng là rất là đầu tư rất là nhiều và làm rất là nhiều thì tôi đánh giá rất thấp, và tôi đã nhìn ngay kết quả là không bao giờ thành công lớn. Đấy, thì chính vậy là đây là Skyway, cái việc mà Skyway thành công IPO là điều hiển nhiên chắc chắn xảy ra trong một vài năm tới. Chúc mừng chúng ta. Thế chúng ta sắp thế thì nếu mà có thời gian chúng ta hãy cùng với tôi gặp nhau chia sẻ những câu hỏi thêm nữa. Thì kính chúc tất cả các cổ đông, các anh chị, các đối tác, chúc cho team của anh Viết Anh là thứ nhất là sức khỏe, thứ hai là phát triển mạnh, một trong những đội nhóm phát triển mạnh, vững mạnh, thứ ba là chúng ta hãy tận dụng sở hữu cổ phần cho chính chúng ta, và chỉ làm một lần thôi, thắng một lần thôi, nhưng chúng ta thắng cả đời, đúng không ạ? Cho tôi trả lời quý vị. Và chúng ta không quên dành tặng thiện trưởng chúng ta một tràng pháo tay thật lớn. Anh Triệu Tâm đã chia sẻ chúng ta rất nhiều những cái thông tin giá trị, không những về dự án mà về cái cách để mà chúng ta cần thành công nữa chị.
và anh cũng đã chia sẻ rồi tất cả những mọi thứ là nó một quá trình cống hiến và cực kỳ kiên trì. Và nếu như những cái thời gian đầu ấy mà anh không kiên trì, không kiên định như bây giờ thì thực sự là cái cơ hội chúng ta gặp nhau ngày hôm nay thì rất là ít đó. Các chị đã bao giờ nghe câu là lựa chọn thì quan trọng hơn nỗ lực chưa? Lựa chọn đúng thì cho dù mình không tài năng, miễn là mình không bỏ cuộc, chắc chắn thành công. Nhưng lựa chọn sai, có tài thánh đến mấy, kết quả vẫn sai. Chắc chắn như vậy các chị, tại vì đó là những cái mà Việt Anh đã trải qua. Thì anh Trưởng Tâm đã gửi gắm chúng ta là gì ạ? Lựa chọn thì đúng rồi, cái quan trọng nhất là cái cách phản ứng và đối diện của anh chị với cơ hội đã như thế nào. Trực tiếp cái thì nó sẽ tạo nên tương lai đi của đoàn cổ đông Việt Nam sang Dubai. Và cảm một lần nữa chúng ta không quên gửi tặng và cái quê là một dự án của tương lai. Tương lai là một cái quốc gia thân chính. Và trên thị trường toàn cầu nay thì bây giờ nó vẫn là một cái doanh nghiệp tiềm trong cái quy mô nó là tiềm năng đang sát đạn, đang vẫn còn gọi vốn. Nếu các bạn nhìn thấy cái dự án này tương lai nó có cái độ phủ rộng trên quy mô toàn cầu thì các bạn hãy đón nhận nó và hãy tài trợ vốn cho nhà khoa học đại tài Anatoly Yumiki thực hiện dự án này nhanh chóng thành công, cho chúng ta đi lại an toàn và thế hệ trẻ của con chúng ta, cháu chúng ta được sử dụng công nghệ giao thông thân thiện môi trường, an toàn, thanh lịch và nhanh nhất và rẻ nhất. Sang là nhà đầu tư biết đến công nghệ này từ năm 2018, Sang cảm nhận thấy nó rất là tiềm năng. Qua đúng 4 ngày tìm hiểu và Sang đã ra quyết định đầu tư luôn. Và trong quá trình đầu tư thì Sang tìm hiểu thì thấy cái công nghệ này nó mang rất nhiều giá trị nhân văn cho xã hội. Vì vậy Sang đã đầu tư gia tăng và làm chương trình đối tác gọi vốn cho dự án phát triển. Và cũng là một cái công việc giúp cho Sang có được cái cuộc sống tốt đẹp hơn và giúp cho Sang kết nối với nhiều cộng đồng biết và nhìn thấy tiềm năng của dự án để ủng hộ dự án và ủng hộ chính cuộc sống tương lai của mình có được cuộc sống thịnh vượng bền vững. Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt thì chúng ta cho phép chúng ăn buồn được không chút nữa mà được hả? Quý hy vọng là chúng ta sẽ ăn trưa vào lúc 1 giờ, còn 15 phút nữa nữa. Vâng. Dạ vâng, thì trong đầu tư lợi nhuận được tạo ra khi mua vào. Giờ này Sakeway đang vẫn còn cổ phần gốc và được định giá cổ phần của tập đoàn là thấp nhất $1 trên một cổ phần khi chào sàn. Nhưng hiện tại với những cái gói chiết khấu khuyến mại cao đang có đến ngày 31/3 này thì chiết khấu gói $1,200 được chiết khấu $1 được 80 cổ phần. Có nghĩa là khi nó rơi về giá trị thấp nhất $1 trên một cổ phần, quý vị đã tích lên tài sản lên 80 lần. Và có thể là trả góp trong 6 tháng thì $1 được 70 cổ phần lên tài sản tích lên 70 lần. Và còn có $600 thì được 42.000 cổ phần, trả góp được 36.000 cổ phần. Anh chị hãy tận dụng chương trình ưu đãi của công ty và vào những cái khoản đầu tư cho mình để tương lai cuộc sống mình có những nguồn thu nhập thụ động bền vững nhất. Vâng, mình lại quay lại cho các bạn nghe về một bạn Quỳnh, Trần Diễn Quỳnh đi trải nghiệm chuyển đi từ Dubai về ạ. Có chuyện kể về tư duy đầu tư, anh chị biết được rằng trong quyển sách Người giàu có nhất thành Babylon thì câu chuyện đó là một câu chuyện là cách đây hàng nghìn năm về trước, trong vương quốc cổ đại Babylon. Hàng nghìn năm về trước người ta đã có tư duy đầu tư thì ngày hôm nay chúng ta không lì gì chúng ta sẽ không cho nó. Là có một người một người thương nhân ạ, ông kể về câu chuyện thời trai trẻ ông ý, là cái lúc ông đang vừa mới lấy vợ và đang đi làm thuê thì người bố ông ý đi làm về và hào hức chia sẻ ông ý về một dạng cơ hội đầu tư, mà cơ hội đầu tư đó được khởi phát từ một người con trai của người bạn của thông gia của mình.
ông kể rằng ông có một người bạn nhỉ, có người con trai, bạn ý cũng đang người đó cũng đang đi làm thuê ạ, đang đi làm thuê của cô chị làm thuê ạ, và em lại nhìn thấy một mảnh đất phía xa khu vực mình đang sống, nhìn có tiềm năng, em lại muốn làm gì, em lại muốn mua mảnh đất đó và xây ba cái nguồn nước để tưới tiêu cho mảnh đất khô cằn đó. Vậy nên phân lô anh chị nhá, phân lô ạ, và chia ra để bán cho những ai có nhu cầu trồng trọt, bán cho những ai có nhu cầu gì ạ, nhu cầu ở đó. Nhưng bởi vì anh lại đang làm thuê, không có tiền để thực hiện cái dự án của một mình, và anh quyết định gọi vốn đầu tư anh chị. Hơn 2.000 năm về trước, người ta đã có tư duy gọi vốn đầu tư trong thời điểm đó anh chị. Và lúc đó thì có 12 người bạn cùng đi làm thuê rồi anh đi, và tin vào ý tưởng đó, tin vào gì ạ, tin vào cái tương lai đó. Và người ta cũng tiết ra 1/10 thu nhập của mình để gọi vào cái dự án đó. Và lúc này em nói là ông nói được con trai rằng là người con trai rằng là đây là một cơ hội cực, một cơ hội cực kỳ tốt, con nên là nên nắm bắt nó và không nên bỏ qua. Thì người con trai là một lần tôi trả lời một câu hỏi nói này ạ, là thực ra cha giàu thì con cũng rất muốn giàu. Thì người cha đã tiếp tục, thế đây là một cơ hội tốt, con nên nắm bắt, đừng giống cha như thời trẻ đã bỏ qua cơ hội. Và đến bây giờ thì cha gì ạ, cha không nhận được sự kính nể hay trọng nể của những người trong xã hội. Thì người con lại bảo tiếp là thực ra thì con cũng rất là muốn giàu, con cũng muốn kiếm rất là nhiều tiền, nhưng con đang suy nghĩ về cái lời đề nghị của cha. Bởi vì sao ạ? Bởi vì con có nhiều thời gian ạ, con rất là trẻ, con có nhiều thời gian để làm nhiều việc khác. Và người cha nói tiếp ạ, con ạ, thời trẻ cha cũng đã từng suy nghĩ giống con, cha cũng từng suy nghĩ giống con. Và sao ạ? Và thời gian cứ trôi đi, nhưng đến bây giờ thì cha chưa làm được cái gì cả. Vì vậy cha rất mong muốn con nhận, hãy trân trọng và suy nghĩ nghiêm túc về cơ hội này. Người cha người con lại hỏi thăm một lần nữa là gì ạ? Cha, thời bây giờ của con nó khác với thời của cha ngày xưa. Vì vậy con sẽ không đi vào việc xe đổ của cha. Và mặc cho người cha sẽ khuyên lơn, mặc cho người cha sẽ chia sẻ, nhưng người con lờ đi và không quan tâm. Và lúc đó anh có số tiền em dư ra anh chị, cô chủ ạ, thì người ta đưa em ra chờ và mua hai cái áo choàng đẹp nhất và sang trọng nhất, một cái cho mình và một cái tặng cho vợ. Và anh nghĩ này nè, cái việc mà tại sao phải tiết ra 1/10 thu nhập của mình để đi đầu tư vào những cái thứ dài hạn, trong khi mình phải hy sinh cái niềm vui của bản thân là làm cho cơ thể mình đẹp lên. Và lúc này anh quyết định anh không đầu tư vào dự án đó. Và sau đó thì anh chỉ biết là một thời gian cực kỳ ngắn sau ạ, cái số tiền, cái mảnh đất đó đã bắt đầu có giá trị ạ, và người ta bắt đầu gì ạ, cái số vốn lúc đầu ban đầu thì nó tăng lên hơn 10 lần lên trên. Và người con đã bỏ qua cơ hội đó. Thì cơ hội thì nó đến với tất cả mọi chúng ta, đúng cô chú anh chị, nhưng vấn đề là chúng ta có nắm bắt nó ở làm chúng ta hay không. Với cơ hội ngày hôm nay nằm ở đây, nhưng có thể nằm ngày kia, ngày mai nằm ở ngoài kia. Và với công nghệ nước ta cũng thế thôi, thông qua 15 giai đoạn gọi vốn, hiện tại nó chỉ đang là 14.2 ạ, và nó kết thúc 15 giai đoạn lúc nào không biết. Với công nghệ nước cai, chúng ta không chỉ nhìn thấy giá trị mặt kinh tế, là chúng ta có cơ hội mở đòn bẩy tài chính, mở đòn bẩy IPO để có cơ hội giàu có trong tương lai, đúng không chú anh chị? Nhưng một điều ở đây là sao ạ? Chúng ta có cơ hội để góp phần nhân văn trong cái xã hội này, làm thế nào đó bảo vệ môi trường, làm thế nào đó để giảm thiểu tai nạn giao thông, và làm thế nào đó để sao ạ? Để chống ủng, để giảm thiểu ủng tắc giao thông, làm thế nào để tiết kiệm thời gian để có cơ hội được ở con cái, gia đình học tập nhiều hơn, đúng không ạ? Và ngày hôm nay mình nhìn thấy ở đây có rất nhiều cô chú anh chị với vai trò là nhà đầu tư đơn thuần, có những cô chú anh chị cũng có thể là khách mời lần đầu tiên đến với sự kiện này, hoặc chưa là nhà đầu tư, nhưng mình nhìn thấy số đông là cô chú anh chị ở đây đang là đối tác phát triển cộng đồng lực cao. Thì Quỳnh này nhớ đến một bộ phim, mà bộ phim đó Quỳnh tin chắc chắn rằng đã gắn liền với tuổi thơ của rất là nhiều cô chú anh chị ở đây. Có thể lúc đó cô chú anh chị lớn hơn cũng phải là tuổi thơ nữa. À, nhưng bản thân Quỳnh thì đó là một bộ phim mà bản thân Quỳnh cũng rất là hào hứng xem thời nhỏ, và là phim Tôm Hồ Không, đúng không chị? Bộ phim Tôm Hồ Không ạ. Và chúng ta có thể nghĩ đó là bộ phim giải trí, nhưng sau này nhiều nhà kinh tế, nhiều nhà tâm lý phân tích là một bộ phim cực kỳ có nhiều cái học giá trị trong cuộc sống, trong kinh tế. Và nói lên một cái điều rất là hay, khi mà Đường tăng đi thì kinh tế thành công ạ. Và lúc này Lý Thế Dân là vua thời Đường, là vua của Đại Đường thời đó, hỏi rằng là tại sao vậy, lý do nào giúp con thành công để khi mà thịt chân kinh tế? Cô chú anh chị biết là Đường Tăng trả lời thế nào không ạ? Một cái kỳ duy nhất mà Đường Tăng nói là gì ạ? Là nhờ vào niềm tin, bởi vì con tin rằng khi con không chết thì con vẫn thịt chân kinh tế.
vẫn lúc này vua là quay lại hỏi ai ạ, họ Tôn có không, thì nguyện lý do nào giúp giúp ngươi thành công, thì Tôn có không đủ hai từ khóa anh chị là gì ạ, nhờ vào năng lực của con và thứ hai là nhờ vào mối quan hệ ạ. Anh chị có thể Tôn có không nhiều năng có năng lực không ạ, rất nhiều năng lực ạ, và mối quan hệ tốt là rất nhiều mối quan hệ tốt, và Tôn có không thì ạ, khi gặp khó khăn thì con kiểu con biết mượn sức mượn lực ạ, mượn sức đúng. Anh chị nhìn thấy những lúc khó khăn là thường thường là mời mượn rất là nhiều mối quan hệ, đặc biệt là bùn pháp và thần tổ Như Lai đúng không ạ. Và quay sang ai ạ, quay sang chư Phật giới, vua hỏi rằng là gì ạ, ngươi thì lúc nào cũng nổi nóng lên cả là hay ném cào hay ăn hay ngủ, làm sao ạ, làm sao ngươi thành công được. Thì một cái chìa khóa mà chư Phật giới đưa ra đó là gì, là làm việc cùng đội nhóm. Ở trong đội nhóm có những người dẫn dắt như người thầy ấy, người sư huynh thì được học và còn không muốn nhận, không muốn thành công cũng không được. Cái tinh thần làm việc đội nhóm, tinh quốc cực kỳ quan trọng. Và quay lại cái người cuối cùng là người ai nhỉ? Satan đúng không ạ? Là một người ạ, người rất là chân thiện chân thật, mà người rất là gì ạ, thẳng thắn. Thì làm thế nào để người thành công được? Anh chị để Satan trả lời thế nào không ạ? Ông nói là gì ạ? Ông nói là bởi vì gì ạ? Bởi vì cái thứ mà tôi làm được đó chỉ là vâng lời và làm theo. Và trong đội nhóm chúng ta có những người chỉ biết vâng lời và làm theo vẫn thành công anh chị. Và cái chuyện thần kinh thì chân kinh đó thành công, thì chúng ta cùng sự mình là xây dựng cái quan sản của thần kinh, thì không việc thì chúng ta không thành công được. Để chúng ta vai trò của sự của đường tăng thì chúng ta làm tốt vai trò đường tăng, để chúng ta có năng lực như tôi mà không thể làm tốt vai trò như tôi cũng không đúng ạ. Và chúng ta có năng lực như sao ta hay chưa bao giờ chúng ta làm đúng như thế, thì kiểu gì chúng ta cộng đồng được cai ở trên toàn thế giới hay tại Việt Nam nói riêng cũng thành công hết. Và chúc tất cả anh chị ở đây chúng ta ngày càng yêu và gắn kết với Đức Cai càng ngày lớn hơn, để chính bản thân mình trở thành cây cổ thụ trong sự nghiệp này. Làm thế nào đó nhân trường tâm tiền 6 năm phát triển cộng đồng, các bạn thân Quỳnh Phú dậm gần 5 năm, thì Quỳnh Phú rất là mong muốn gắn kết tất cả anh chị ở đây. Và một cái phần cuối cùng là phần mà Quỳnh nghĩ là rất là quan trọng. Và quan trọng bởi vì sao? Bởi bản thân Quỳnh đã từng phấn đấu rất là nhiều năm để trở thành một cái vị trí, để có một vị trí trong cái sự nghiệp làm người tặng Đức Cai. Và ngày hôm nay thì Quỳnh cũng rất là mong muốn các Quỳnh nói nhiều quá anh chị ạ, cho con đào Quỳnh trao một tay được. Dạ vâng, với vai trò là người đi đầu, người đi trước một chút ạ, sau anh Việt Thanh, ngày hôm nay Quỳnh cũng mong muốn được đại diện cho lãnh đạo của Skyway Home Team, xin trân trọng mời đây những anh chị đã đạt được cấp bậc đối tác thành công trong năm vừa qua, mặc dù với những người nỗ lực cố gắng không mệt mỏi để cho đi, để gắn kết đội nhóm và để phát triển. Hôm nay anh chị đó đã có kết quả thực sự lớn tại sự nghiệp này, và chúng ta không quên dân một cảm rất là lớn để sau đó anh rất là dễ thương ạ, anh đẹp trai, anh Đinh Văn Trung ạ, một trăm hai mươi lăm Dạ vâng, một người thứ hai thì một cô gái rất là nhỏ nhắn, xinh xắn ạ, và rất là có một cái gì ạ, một cái chất giọng rất là hay anh chị, thì Quỳnh xin mời ở đây expert, các expert chị Phạm Thu Sang ạ, một trăm hai mươi lăm trường là win-win cùng thắng. Và trong môi trường này thì có những con người, những người anh, những người thầy, những người huấn luyện viên giúp đỡ, các người đặc biệt trên sân khấu này. Chắc chắn chúng ta biết đó là ai, nhưng Quỳnh cũng rất là mong muốn được tất cả anh chị ở đây dành một tràng tất nồng nhiệt để chào đón tân tân bích bớt anh Mai Viết Anh. Vâng anh chị thân mến, Quỳnh thì chỉ có vai trò là người giới thiệu các gương mặt sáng trên sân khấu thôi ạ. Con người làm quà cho những con người tuyệt vời này cũng phải là Quỳnh ạ. Và Quỳnh rất là biết ơn trân trọng người thuyền trưởng của chúng ta ngày hôm nay rất là bận chút thời gian trân quý của mình. Hôm qua đêm qua lại 3 giờ sáng em định từ thị trường Lào Cai về Việt Nam, hôm qua đi tham quan thị trường Việt Lào Cai ạ. Và đến ngày hôm nay em định là người có mặt sớm trong hội trường ngày hôm nay, bằng cái tình cảm, bằng sự trân quý những anh chị em là người rất tâm huyết và phát triển cộng đồng Lào Cai trong những năm qua. Thì hôm nay em xin phép được mời thuyền trưởng của chúng ta anh Triệu Tâm lên sân khấu để trao những
chị về. Bởi vì bên cuối là phân thuộc với Quỳnh anh chị ạ. À? Quỳnh đúng giờ anh chị, bây giờ là 13 giờ đúng luôn, thì mình đúng tỉnh Quỳnh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị khai tiệc đúng không ạ? Và Quỳnh được ở anh Việt Ân đây, cho phép Quỳnh lên đây được cùng anh chị khai tiệc đầu xuân. Và trước khi bắt đầu việc khai tiệc thì Quỳnh cũng trân trọng mời tất cả anh chị là Top Expert lên sân khấu ạ. À? Và tuyển trưởng Tiểu Tâm lên sân khấu. Mời tất cả anh chị Top Expert ạ. À? Lên sân khấu mời Top Expert Nguyễn Đức Thuận, anh Nguyễn Như Tuế, Triệu Tâm, Top Expert Hồ Văn Lời, anh Ma Việt Anh. Và đặc biệt hơn nữa thì Quỳnh cũng trân trọng mời tất cả anh chị là trong thành viên tiên chỉ được lên sân khấu để cùng chung vui vẻ. Nào con xin mời ạ, tất cả anh chị thân yêu quý vị này. Chúng ta cùng nhau rồi nhá. Cả nhà ơi! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2
một ngày vui quá tuyệt vời phải không ạ? Chúc mừng tất cả các chị em ạ. Và hôm nay chúng ta ước cũng là buồn không say không về ạ. Hai chị em mình ở Vân cũng ngồi với nhau con đá đâu hết đấy nhở? Đây. À, bán hết rồi. Bán hết rồi. Phục vụ đâu nhỉ? Lấy thêm đá nhỉ? À, su, tôi làm để gì bác? Gấp đá. Em cảm ơn tất cả quý vị, chị là chúng ta là cùng rất là năng lượng và rất là vui ạ. Và đặc biệt hơn nữa, để có sự thành công thì được tiến vào hôm nay, và để có sự lớn mạnh cho đội nhóm Mai Bích Ân trong ngày hôm nay, thì không có sự dẫn lời của tất cả anh chị với vùng toàn quốc. Anh Mai Bích Ân thì một lần nữa quý xin trân trọng với tất cả anh chị là đội ngũ nòng cốt trong phim Mai Bích Ân. Mai Bích Ân ạ, lên sân khấu ạ. Đang mời anh chị em dùng tiệc cùng sang nhá. Anh chị em cùng với nhà chị ạ. Em uống bia hay uống rượu? Em uống rượu. Uống rượu à? Nam ơi, em đi phẩm gì tới đây đấy? Em này không biết nào. Làm đâu biết là. Làm đâu biết là. Chú thoải mái á, lái xe không sợ à? Chú ơi, chú ơi, chú ơi, chú ơi. Được rồi. Vâng, sau bao những thành quả, sau bao những khó khăn và trải qua những vất vả thành công thì hôm nay tất cả team chúng ta đã có mặt đây, và để thành công hôm nay nữa phải nhờ sự giúp đỡ của tất cả team Viết Anh, một team rất là mạnh, và hôm nay được sự có mặt của anh Triệu Tông và tất cả chúng ta hãy lời đi chúc mừng cho team Viết Anh đấy ạ. Làm khi mong nói 1, 2, 3 rồi là chúng ta cùng họ thôi nha. Ai càng to thì càng có nhiều tiền. Mày nhớ ơi! 1, 2, 3! Chị em nào biết đến cơ hội này mà chưa có cổ phần, hãy chủ động liên hệ với Sang để Sang tư vấn với mức vốn thấp nhất bạn cũng có cổ phần, tương lai bạn cũng có sự thịnh vượng từ cơ hội này ạ.